Rồi, em xin chào nhà nha. Em tiếp tục lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Và đầu tiên một con Skagen đó nha. Con này thương hiệu Đan Mạch ha. Bản lụa. Này kiểu cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi, hoặc là mấy chị nữ tay to thích đeo siêu mỏng lụa chốt này. Skagen là thương hiệu Đan Mạch ha, chạy máy Nhật. Bản Titanium nè, nó ghi gì? Titanium đó. Lịch gốc 6 giờ kêu lịch lọc nha, cọc số trò như có giao quang. Test coi. Có giao quang sáng lắm nha. Lịch lọc ha. Thì con này là bản bản dây lụa. Thì dòng Seagen nó chuyên là mỏng lụa nha. Khóa dập hiệu hết, này độ mới còn cao quá. Bên hông ở đây, mỏng, quay xước. Hàng xi vậy là cũng đẹp nha, mặt sau đây. Thông số đủ ha. Sa băng nè. Cái vỏ này là vỏ titanium nha, còn phải xước bắt máy móc uy tín không, dây khóa zin hết. Này nam tay vượt nhỏ thôi, tay tầm 10, nói chung 16 đổ lại đeo máy này đẹp. Nhiều anh em thích đeo kiểu mỏng á, mỏng lụa mấy chị nữ ha. Rồi để em đo size đi cho con này, size ngang của nó là 33.8 nha, mỏng thì 5 đi 7, đứng đứng thì 43 ha. Đó, như này như 34 nha. Nam tay nhỏ thôi nha, hoặc là mấy chị nữ tay vừa thích đeo nè, đeo bản lụa nè. Có nhiều anh em ta thích đeo kiểu mỏng gọn nè. Chốt này lịch luôn nha, lịch lọc gấp 6 giờ. Kính zin nha, không sức mẻ nha. Đó, kính còn đẹp luôn, dạng báo vết lông mèo nha. Kính còn đẹp luôn đó. Dính nhân tay thôi. Mặt đen trẻ tia ha. Bản lụa này. Full zin đó nè. Rồi con này em bán 650 thôi, 650k mã C81 nha. Đó, con Sergen. Anh em thích kiểu mỏng mỏng lụa nè. Rồi em lên tiếp cho nhà một con vuông tăng, con này full đá ha, con này thương hiệu nội địa Nhật nha, Lan City nè. Đó. Này lịch lọc gấp 6 giờ ha, đính đâu là 2 4 6 8 10 11 13 viên đá tự nhiên nha. Đó, 13 viên đá tự nhiên ha, máy Nhật, dây khóa này hình như đã đá trong đá tung ten nha, ở ngoài là phối đá ceramic ha. Đó, rất đẹp luôn. Này kiểu anh em phong thủy á, thích đeo dáng vuông tăng à, đeo lúc nào cũng lấp lánh. Đá thì nó sẽ bóng gì hoài nha, nó không có trầy xước ha. Thương hiệu đây. Thì anh em chưa biết thương hiệu này, chụp hình cái nè, search Google cái là ra cái này liền. Dây khóa zin bên hông ở đây. Độ mới này còn cao, nó dính bụi. Kính sapphire ha, nó ghi nè, sapphire nè. Để coi mặt sau coi. Tung ten nha, đá tung ten, kính sapphire nè. Bắt bốn ốc uy tín siêu sao chưa bóc luôn. Trong con này độ mới cao á, kiểu quay với thấy dính bụi thôi. Để về lau ra. Rồi, con này thì một con thương hiệu nội địa Nhật ha, bản full đá, đá ceramic phối đá tung ten nha, với lại kính sapphire ha. Mấy này đeo thì sang rồi. Xe ngang của nó là 27.9 nha, con này tính cho to nha, 27.7 như 28 mà nè. Đứng luôn là 37.7 mỏng. 7 ly 2 ha, kính nó vòm kính sapphire luôn. Máy Nhật nữa nha. Dây con này còn dài lắm. Này khóa bóp nè, nếu gài này vô trước ha, gài bên đây vô trước, bắt đầu gài này vô. Đó. Dây tay 17 mà dư nè. Ba ngón 19 vừa luôn. Lên tay ha. Thường em thích đeo kiểu phong thủy với đá hạp với em mà đá nữa đó, chốt cái này. Cái này mới mắc lắm nha. Cái này mới anh em đã từng mua mấy cái trang sức và đá nữa đó, biết biết giá trị của nó rồi. Con này full đá luôn, mình mua con này như giá trị là chỉ có tính tiền đá chưa chưa bằng cái giá trị ban đầu, tính tiền đá thôi. Rồi một con thương hiệu nội địa Nhật, máy Nhật luôn, bản vuông tăng ha. Rồi anh em bán 1.150.000 đi đó, mã C84 nha, 1.150.000 mã C84 ha, chỉ có hàng xây mới mua được chị nha. Này mới á, ai kết chụp hình những tin Zalo cho em luôn. Rồi em lên tiếp cho nhà một con này, điện tử nha. Con này điện tử của Mỹ nha, Columbia nè, nó có ghi ở sau này, điện tử của thương hiệu của Mỹ Columbia. Thì con này lắp ráp nhà máy đặt ở China nha, ghi nè, Made in China, bản thép nha. Này nhìn chắc lắm, với lại nó nhiều chức năng lắm. Anh em nào thích mấy dòng điện tử của Mỹ hầm hố thì bên Mỹ mới to thì mới đeo được nha, bên Mỹ to.
Thì nó nhiều chức năng nha, này thứ này là giờ nè, thứ nè, giây nè, này đo độ ép gì nè, như có độ C nữa, độ ép với độ C nữa, mặt trời lum la hết. Này anh em về nghiên cứu thêm, anh em chỉnh ok rồi. Này là nè, anh em nào gần tiếng Anh là biết cái này đó, mình đo gì nha, nhiều chức năng lắm, con này xịn phò lắm nha. Đó. Này đo gì nè, HBA gì nè. Đó. Này là anh em nào rành tiếng Anh là biết là mấy mấy dòng này, chronograph, bấm về thể thao này, này thì em biết, này thì cái gì nhỉ, viết tắt gì đó. Giờ anh em mình nghiên cứu thêm ha. Này sát gì nè. Này báo thức, báo thức là biết rồi, chỉnh báo thức này, on off này nè, ăn lúc này là chỉnh giờ thôi nha. Đó. Để em quay về lại chỉnh giờ ha. Này time nè, timer là để thời gian, bấm này vô nè. Đó, bấm giữ 5 giây ha, 5 giây đó bắt đầu chớp cái nào thì chỉnh cái đó thôi, chỉnh tới chỉnh lui rồi chuyển vậy thôi, nó đơn giản nha. Em chỉnh ok rồi, năm 2024 là nó bấm này ok, chỉnh xong bấm nó kết thúc ha. Rồi con này thì nó có đo nhiệt độ nè, đo độ ép này, nó nhiều chức năng lắm nha, nó đọc luôn á. Bấm là giờ bình thường là tim mét, nó em thích kia điện tử mà nhiều chức năng, chốt mấy này dây khóa nó nè, phối này như con kiểu anh Nhật đeo một hai lần sao nha, cũng mới lắm nè, khóa Colombia thương hiệu Mỹ. Rồi con này to nha, anh em tay to hay chốt, xe của nó là 49 nè, mỏng 15, này nó tròn vo nha, như vậy đó 49 lên tay 7, con này anh em tay 17 đổ lên khuyến cáo ha, thích đeo dòng điện tử nhiều chức năng á. Về nghiên cứu thêm, nó có đo thời tiết cho tập lum nha, nó kêu gì đó. 4 giờ ha, đúng đúng tiếng tiết cái. Rồi con này em bán 680 thôi, 680k thôi nha, cho anh em mình sưu tầm giá không dễ rồi, mà bản thép nha, độ mới cao. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi sẵn thì em lên cho nhà một con điện tử dòng Barbie G của mấy chị gái nha. Này là thích hợp cho mấy bé đeo đi học cũng được, hoặc là mấy chị cũng được nha. Dòng này dòng xịn sò nha, con này bản cao nè, thì cứ chụp hình search Google là ra cái này, hình như mình vừa search Google ra là nó lòi ra cái này liền, 4 triệu mấy nha, còn 4 triệu mấy nè, cứ mã nó là search là Casio ha, bấm là M nè, M XGW 300 là ra con này liền. Này dòng xịn sò, dòng cao pin năng lượng ha, con này bản dây cao su nè, full zin luôn, cái khóa đó này, khóa nhìn vậy cùi nha. Mình mua hàng si mấy con này siêu bền nha, nó quá rẻ rồi, mấy dòng này pin năng lượng khỏe ha, lịch vạn niên luôn. Mặt con này kiểu mặt xanh, cọc số cũng xanh tím sao nha, này độ mới cao lắm, kiểu hàng si mình mua mấy giá này nha. Rồi mình cứ search Google là ra cái này ha, xe ngang của nó là 33.8 mỏng 102 nha, mua mấy giá hàng si vậy quá rồi. Con này em bán 850 mã C72 nha. Mà chỉnh giờ ok rồi, anh em nào mà mấy chị nào không gì đang xài máy này chưa biết cách chỉnh giờ cứ báo em có video hướng dẫn cho ha, độ mới nè. Rồi 850 C72 cho mấy chị nữ, mua cho mấy bé cấp 1 cấp 2 đều siêu bền. Rồi một con cơ cho mấy chị nữ luôn nè, sẵn mấy chị nữ đi, cơ Rado nha, con này Rado hai cá ngựa ha, thì Rado là biết nó này, nó chuẩn thị sĩ. Con này là cơ automatic, có trợ có tay ha, lên có tay nè, lịch gốc 3 giờ nha, con này đang chạy rất là ok luôn á. Bản thép dây khóa zin của nó hết à, này mua cho mấy chị đeo biết chừng nào hư nè, hai cá ngựa nè, này còn mất dây nha, còn lỗ dây nha. Dây hiện tại đang 16 năm còn lỗ dây nha, dây thoải mái ha. Rồi con này cái máy cho nhà xem, mấy anh mua sưu tầm cũng được, nó máy đẹp nha, Rado nha, 17 chân kính, máy vàng luôn ha, mới tinh. Cái máy này chạy mấy chục năm chưa xi nhê nó vậy, nhiều anh em xài cơ nó xài biết rồi, quá đã. Rado dành cho mấy chị nữ nha, mấy dòng này chuẩn thị sĩ rồi. Mặt nít nắp sau đây, nó hình ba cá ngựa luôn. Rồi một con Rado cơ automatic có trợ có tay ha, cho mấy chị nữ, xe ngang của nó luôn là 22 mỏng 105, càng luôn là 29 nha.
Thì con này em bán 650k thôi, 650k mã C82 nha. Đấy. Bán như bán cái máy nha. Thường anh em mua cái máy này về bỏ vô mấy con Rolex nha. Rolex xịn đó. 650 mã C82 nha. Đúng, để vô mấy cái máy là đúng luôn nha. Rồi thì em vẫn còn con cơ này nha, Citigen 28.800 dao động cho mấy chị nữ. Con này thì cũng đang chạy ổn, ổn. Nó đang chạy chuẩn luôn. 21 chân kính luôn. Mặt của nó mặt xanh ha. Cái kính của nó là kính giác cạnh. Nó kiểu thuộc dòng cổ, cũng là cơ automatic, có trợ có tay, nhấn zin dập hiệu. Máy đây. Mấy dòng thì dòng xịn sò của Citigen nha, đựng nó 28.800 dao động. 21 chân kính máy đã không? Máy mới lắm. Rồi, này dành cho mấy chị nữ ha. Dây thì còn dài á, dây con này tới này chắc 16 luôn, 16 mấy luôn được, dây còn dài ha. Này cơ automatic nữa nha, xe ngang của nó là 27 nè. Đứng luôn là 29 mỏng. Đó, 10 đã chín ha. Có trời có tay luôn. Rồi con này thì em bán 450 thôi, 450k mã C38 thôi. Cái chị nữ nào đeo đồng hồ mà kiểu làm biến thay pin đó, chốt mấy này. Đeo siêu bền dòng cơ biết rồi. Rồi em lên tiếp chỗ nhà một con này nha. Đây. Điện tử Casio, anh em thích Casio chốt này, này rất là độc ha. Tự cái điện tử nó nằm ở trên màn hình này nha. Này đang như thứ nè. Này tắt nè, nếu mà mình không thích để điện tử á, nó mở nè. Coi giờ ha. Này bấm lên nè. Đó. Chức năng chronograph. Nó bấm thể thao nè. Nó đọc luôn ha. Này bản cũng lạ đó, mới mới bán con này đầu tiên reset. Này coi giờ nè. Bấm chronograph. Đó, này là đo gì nha, đo nhiệt kế gì đó. Này giờ đếm ngược này báo thức, alarm báo thức. Headset chỉnh kim nè. Quay lại giờ bình thường nè. Tùy theo anh em mình thôi, để nào cũng được. Thì nó vẫn chạy nè, vẫn chạy kim hay kim bình thường ha. Bản rất là độc luôn. Kiểu bản quân đội á, cái này cũng màu xanh quân đội nè. Dây dù hay nha, dây dù ha. Dây dù từ Nhật về nó gì luôn á. Con này mã đây. Này chuẩn nha, thường mấy dòng này chuẩn nội địa hay sao băng. Rồi anh em thích Casio bản là lạ chốt này. Xe ngang của nó nha. 39.9 đi. Có đây thử coi. 30 con này chuẩn 39 nha, 39. Càng luôn là 43.8 mỏng. 11 ly ha. Rồi con này kiểu Casio kiểu bản quân đội á, anh em kiểu sưu tầm thôi. Với lại các bạn nó cũng hơi là lạ nè. Này đang bấm về thể thao nè. Bấm ngừng cái nó reset. Dụ anh em thích để giờ nè hoặc là chuyển qua đây coi để nè, thứ nè. Coi giờ bằng kim để thứ thứ ngày nè. Rồi con này thì em bán 350 thôi, 350k mã C73 ha. Giá sưu tầm thôi. Nó chức năng rất là độc. Với lại điện tử nằm trên màn hình ha. Độ mới cũng còn ok nha. Hàng xì cũng được rồi. 350 C73 ha. Tùy theo độ mới mua con đồng hồ đó nha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con đây, Ruonet đi. Con này thương hiệu Pháp, Paris nè. Con này chống nước 300m nha. Ruonet Paris Pháp ha. Máy Nhật 300m nước. Thường điện đồng hồ nha, đồng hồ thường cái dòng 100 200m nước, 300m nước rất ít nè, ghi thông số 300. Con này nó chạy 4 kim nè, nó cái kim này chỉ giờ thế giới luôn. Kim đỏ nè. Ba kim thì bình thường, lịch gốc 3 giờ mặt vàng nha. Anh em nào kiểu chưa có mặt vàng hay thích thích màu vàng phong thủy nè, chốt cái này liền xây được, xây rất nhẹ luôn, đấm cổ chai nha, vặn là chỉnh giờ cứng lại ha, đáy sấy nè. Paris Ruonet Paris chống nước 300m ha, 30 ATM, dây khóa zin nó hết nha. Dây khóa thiết kế dạng như ở giữa đờ mi trắng ha. Nên cái vỏ này kiểu mạ rơm nha. Mạ cái màu xanh cô năm mạ rơm. À, con này thì dây nó này dây 18 nha, 18 thoải mái luôn. So với mặt này dây 18 là ok rồi. Kính zin ha, không sứt mẻ, có lông mèo nha, có lông mèo không đáng kể đâu. Kính đẹp, nền cũng đẹp. Cho anh em kiểu thích dòng thợ lặn á, tắm rửa đi mưa bơi cũng được. Hay xây lưu ý không bao nước nha.
đo thẳng nha, này đo thẳng 39 nè, nhưng mà đo rìa tới 41.6 nè, chịu đứng luôn là 46 mỏng nè. 11 ly 7 nha. Một con thương hiệu Ruanet ha, thương hiệu Pháp, máy Nhật, mặt vàng nha, chạy 4 kim ha. Độ mới còn ok rồi, 950 nha, 950k mã B49 ha. Lâu lâu mới có cái bản mặt vàng nha. Có nhiều em ta sưu tầm. Rồi em lên tiếp cho nhà một con đây. Thương hiệu Mỹ nha. Elgin ha, USA là Mỹ nha. Con này thì chạy 6 kim một cốt, thì thường 6 kim một cốt sẽ là lịch ngày nha. Lịch ngày đây nè, lịch thứ 24 giờ chỉ ngày đêm. Có dạ quang em test. Con Ruanet như có dạ quang em test luôn. Thì có dạ quang nha. Em test con Ruanet có dạ quang. Nhiều em thích dạ quang. Có dạ quang nha. Rồi con này thì bản nó là bản full thép nha, full thép ha. Kiểu cũng bản độc lạ nữa, nó có cái bảo vệ nha, bảo vệ kiểu kính á. Mới lắm, con này mới tin nè. Nó anh em kiểu tay vừa thôi, con này kiểu bản tay vừa thôi, tay 17 đô lại đeo đẹp. Elgin USA nè. Dây nè, thiết kế đã. Anh em mà hay nồi đồng có đá chốt này tự nó là núm cổ chai luôn, núm cổ chai vặn chỉnh giờ vặn cứng lại ha, đáy sấy nè. Dòng này thường ha nó ghi là 200 m nha, tắm rửa đi mưa bơi 200 m nước, dẫn thành hai con sư tử đáy sấy nè, lên tay 17 nha. Có nhiều anh em ta thích đeo vừa thôi, tay to mà đeo vừa gọn nữa. Này thì đúng nồi đồng có đá rồi, mặt đen bao công có dạ quang ha, kính zin đẹp không sức mẻ luôn, kính đẹp chẳng bóc hết lông mèo luôn nha. Dây con này 19 rồi, này như hàng trưng bày sao nha, hoặc là hàng anh Nhật đeo một hai lần mà mới lắm. Rồi xe ngang của nó ha, 36 nha, nhưng mà đỏ rìa kìa, 38 đứng luôn là 41 mỏng, 86 ha. Dây khóa zin dập hiệu hết. À, con này thì em bán 850 nha, 850k mã C71 nha. Cho con thương hiệu của Mỹ nha, Elgin thương hiệu Mỹ nó USA nè, máy Nhật nha. Chạy 6 kim nha, 6 kim ha. Cũng đầy đủ lịch thứ lịch ngày đầy đủ hết. Ừ, ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà một con thương hiệu Songru nha. Con này cũng nội địa Nhật ha, máy Nhật. Ừ. Cọc số có dạ quang em test thử. Con này cái dáng kiểu mấy con Rolex đó nha. Anh em thích kiểu Rolex đó, chốt máy này. Máy pin ha. Ừ, nó chạy pin nè. Cọc số có dao quang. Lịch gốc 3 giờ cái này còn đẹp. Con này mới á. Này độ mới cao á. Giá bình dân thôi, bản dây thép nè. Khóa zin nhập hiệu Songru gì đó. Máy Nhật là được rồi. Ừ, dây khóa nè. Bên hông ở đây. Núm nhập hiệu hết nè. Mặt sau đáy sấy. Này chắc lắm, này kiểu như anh em đang mua con hàng mới, nó còn mới lắm. Dây thì 18, dây 19 luôn nha, dây còn dài dài, dây 19 thoải mái luôn. Khóa cũng xịn sò nè. Lên tay quẩy đây. Đó, y như mấy con Rolex ha, cái dáng mà Rolex cơ đó, nhưng mà nay là pin thế nha. Máy Nhật. Rồi, size nữa coi. Xe ngang đo thẳng, không đo rìa nha, 39 nè, nếu mà đo rìa coi. 42.6, chịu đứng coi. 47 ha, mỏng 11 ly. Rồi con này em bán 600 thôi, 600k mã C80 ha. 600k mã C80. Độ mới cao á. Kính zin luôn, không sức mẻ, kính đẹp nè. Dạng bóc vết lông mèo ha, kính là đẹp, chưa có vết. Rồi, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Em lên tiếp cho nhà một con cũng là bản niền khía nè, cũng giống mấy con Rolex nha. Nó là ba ba rod vậy nha, nhưng mà máy Nhật ha. Chống nước 10 ATM nè, cái niền của nó nè, đây như Rolex nè, mà nó là bản thép đó nha, bản thép ha, dây khóa không thép đúc đó. Anh em kiểu thích dáng mà dáng xưa, dáng vintage xưa là chốt cái này đúng luôn, dây khóa đây. Thì ngày xưa là dáng vậy thôi, xây cỡ này thôi, 35 36 đó, loại mặt sau đáy sấy nè, máy Nhật. Cái này thì xây như 36 35 chấm mấy, 35 đúng rồi, 35.6 nè. Đứng luôn là 43.5 mỏng. 10 ly đi, 101. À, lịch gốc 3 giờ có lớp ha. Kính zin còn đẹp luôn.
không sức mẻ, có lông mèo, nhưng nhìn nghiêng có lông mèo không đáng kể đâu. Này cọc số như có dạ quang. Rồi cái này kiểu dành cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi, thích cái dáng đeo như mấy con roulette vậy, có dạ quang nha, dạ quang kim mạnh ha. Dạ quang cọc số đi hơi yếu xíu. Dây thì thoải mái rồi, dây con này chắc 18.5 thoải mái luôn. So với cái mặt này dây này quá dài rồi, lên tay quẩy nè. Em thích đeo kiểu bản thép đúc máy Nhật liền khía anh chốt máy này đúng. Rồi con này thì em bán nhà giá 650 thôi, 650k mã C75 cho con chắc ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Rồi em lên tiếp cho nhau một con AL3, con này rất lạ ha. Ý, con này Wired chứ, Wired là dòng Senko thì nó cũng như AL3 thôi, Senko Wired và AL3 giống nhau đó. Nhưng mà cái con đặc biệt con này là dáng lạ luôn, từ lúc giờ mới bán con này luôn. Nhưng mà do cái kính đó nha, kính đó nè, do nằm trong lô có chấm đây nè, có báo ha. Có báo rõ ràng nha, có báo đây nè. Với lại là lông mèo nè, lông mèo nè. Thì cái này là anh em mà chỗ mà anh em có đánh kính á, này mình cà đánh được hết nha, tự cái kính nó dày lắm nè. Kính nó đây. Tự là kính zin luôn, em để nguyên thủy nhá. Có về anh em tự mình làm, mà chỗ em thì đánh kính pha lắm, đánh kính tới Sài Gòn nữa. Cái bản nó thiết kế nè, độ mới nó thì cao á, do nằm trong lô nha, nó có cái kính nó quét thời gian ra bên hông này, phay xước thiết kế cũng độc ha, mà nhìn còn đẹp chán nha, chứ không phải là sức kính xấu nữa đâu, còn đẹp lắm. Mặt của nó mặt đen bao công wired. Con này kiểu lạ lắm, kiểu anh em hay sưu tầm, có này có kia, có nhìn em ta mua về người ta sưu tầm có mẫu này mẫu kia nha. Dây khóa đó nè, wired mà thương hiệu của Senko luôn nha, nó là dòng Senko á. Mặt sau đây thông số đủ hết rồi. Con này bản thép đúc ha, dáng cũng lạ nè, xe ngang của nó coi, đo cái rìa là tới 43 nha. Con này nếu không đo rìa đây 41.2, nó dáng vuông mà nó y gì là cũng to lắm nha, đứng luôn là 47.6 mỏng 10.6, kính giác cạnh nha. Mà em nghĩ hàng si để gì luôn cũng được nha, có nhiều anh em ta thích cái hàng si mà tính cái chất si của nó, hàng đã qua sử dụng mà. Dây thì con này tới 19 chín bình thường luôn nha, lên tay quẩy wired thương hiệu Senko. Rồi con này thì nó kính nó vậy ha, nên em sẽ bán cái giá này 750 thôi đó, 750k mã C79 ha. Hãy kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, tiền nào của nấy nha. Thì lỗi sao anh báo vậy thôi, thì anh em thợ mua vừa bán nè, hàng si mà nha, chi đã rẻ rồi. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Casio đi, con này là Casio dòng cao của Casio nha, Casio Ovala nè. Con này là quay cấp tơ pin solar năng lượng ha, lịch vạn niên gốc 3 giờ nha. Con này kiểu mặt xanh xanh kiểu xanh mực á, xanh trẻ tia, cọc số có dạ quang nha, em test cho này, dạ quang sáng mấy dòng này đó, dạ quang. Con này độ mới còn cao quá, cái kính zin không sức mẻ luôn, kính hơi lòi xíu có xíu đây nha, chấm chấm xíu đây không là vấn đề nha, hàng si mà. Cái này còn phay sức luôn đó, cái này số nào ra số đó là nhìn thấy biết mới rồi. Dây của nó nè, kiểu nó màu rơm, màu Senko 5 nha, màu bạc á. Đây khóa dập hiệu Owella ha, chụp hình anh em chưa biết cái thương hiệu, biết cái dòng Owella này, cái chụp hình Sergio Casio Ovenla là ra này, hay hạt sạch cái mã cũng được nè. Nó mang mã là OVW 110. Con này lắp ráp nhà máy tại Thái Lan nha, bắt đầu xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Bác bốn ống vi tính nó mặt sau nhìn mới. Này thường anh em mua sưu tầm nhiều. Nó kiểu đơn giản mà lịch vạn niên. Với lại cái dáng nó cũng lạ cũng đẹp. Con này dây 18 lên tay quẩy nha. Dây còn 18 ấy nha, khuyến cáo ha. Rồi con này xe ngang của nó nha, đo thẳng vậy luôn 40.08, đứng luôn là 45.7 mỏng 11 đi 5. Con này em bán 750 thôi nha, 750k mã C77 nha. Tùy độ mới mua nha, mấy hàng si thì quá rẻ rồi, nó đã rẻ rồi nên mình chỉ biết độ mới mua thôi, dù mua mắc hơn 100.000 về khỏi spa ha. Rồi em lên con Daiso nha, thương hiệu quý ha. Này thì kiểu cái vỏ nó là thiết kế màu đồng nha, chứ không phải là bằng đồng ha. Này vỏ thép nha, vỏ thép thiết kế cái màu kiểu nó mạ rơm á, mạ rơm màu đồng này nha. Con này mới lắm, này như cái nhà đang mua con hàng mới vậy đó. Lịch gốc 3 giờ
cọc số nổi nha, số vàng nha. Nổi nha. Dây của nó thiết kế gì nha, dây mới á, thiết kế kiểu cổ điển á. Thì em thích kiểu đeo bụi bụi chốt mấy này như đang mua con hàng mới nha. Daiso con này là em đã sell như sell qua vốn vậy, này chỉ bán giá vậy thôi, anh em hợp em thích mua thôi. Đáy sấy nha, máy Nhật mới lắm, vẫn là hình anh thủ dân thôi. Dây chưa có lỗ sỏ luôn, chưa có dấu sỏ luôn. Rồi con này xây ngang của nó là 43.6 nè, chiều đứng luôn là 49.7, mỏng 11 ly, 1 ly 6 ha. Thì anh em nào thích kiểu đeo bản dây da mà to là chốt cái này nè, nên đi lên tay 17 16 đổ lên đeo hạp nha. Từ cái càng con này nó không có dài ra ha. Rồi con này gì nha, 980k thôi, bán 950k cho nó chẳng tiền nha. Sale mà lỗ thêm xíu nữa ha. 950k mà C87. C87. À, kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Mới lắm. Này nhận hàng với kính đẹp hết à. Như đang đang mua con hàng mới với sĩ nha. Rồi, một con này sẵn này luôn, đại sầu. Con này thì lịch rất là độc, lịch thượng nha, lịch thượng mà kia lịch quạt. Cọc số này có dạ quang nè. Con này kiểu anh em mà to tay thiệt to hầm hố. Thật ra anh em tay vừa tay nhỏ thích đeo to chốt này cũng được nha, có dạ quang nè. Từ con này mấy mấy con đây sò thiết kế càng nó to vậy, nhưng mà càng nó không có không có dài, nên tay nhỏ tay lớn thì đeo được hết. Dây của nó nè, dây thiết kế dây zin nha, dây quần zin mình đó. Đây sò khóa zin dập hiệu, dây dập hiệu hết à. Mặt sau đây đáy sấy ha nha, vậy là vẫn là hình ảnh thủ dân thôi. Nấm zin dập hiệu. Cái này con này là tĩnh điện nha, cái màu có màu chì, màu bút chì nha, chứ không phải màu đen ha, màu kiểu xám bút chì. Kính lồi đẹp, lịch là thiết kế lạ không. Rồi kiểu anh em thích đeo nó to như thế lên tay 7 mà còn dư tay 15 16 đeo thoải mái chứ không có kén tay gì đâu. Có nhiều anh em tay nhỏ thích đeo to là chốt máy này đúng. Rồi xe ngang của nó ha, ngang của nó là 46, nếu mà đo rìa 49 mà nha, chịu đứng luôn là 49 luôn, mỏng 108 ha. Rồi con này em bán 1.100.000 á nha, 1.100.000 bán chẳng này 1 triệu cả nhà luôn, 1 triệu đi. Mã C 86 ha, C 86 nha. Thì hai em sell rồi không sell nữa nha. Đó, anh em mình có chốt thì mình cân nhắc trước khi chốt giúp em, để em công vô anh em mình trả giá tới lui không bán mất thời gian nha. 1 triệu ha, mà C 86 con này mới lắm, mua hàng mới, như mình đang mua hàng mới nha. Rồi em lên tiếp cho nhau một con thương hiệu Charlotte Forest, con này thương hiệu Thụy Sĩ á, máy Nhật thôi, này kiểu bản đơn giản mà cái dáng nó cũng lạ, máy Nhật ha, dây khóa bằng thép, khóa zin dập hiệu này. Thương hiệu Thụy Sĩ chạy máy Nhật bằng thép đúc ha, mặt sau đáy sấy đây, thông số đủ nha, chống nước 10 bát, rửa mặt đi mưa ok ha. Đây dây còn dài, này khóa khóa chốt an toàn đầy đủ hết. Con này dây 17 năm nha, 17 thôi, khuyến cáo 17 nha, tự tay 17 em đeo vừa nè. Thì so với cái mặt này xay gì cũng ok nha, lên tay 17 chắc luôn. Như dạng 17 mà đeo vừa hợp luôn á, đeo vừa luôn á, hai của lịch gấp 3 giờ ha. Con này như cọc số có dạ quang cho em test thử ra. Cọc số này dạ quang chắc sáng nha. Chắc có nhiều anh em thích dạ quang. Có dạ quang nha, vừa chấm bi mà vừa số thẳng, nó độc vô tối á, thấy dạ quang. Kính zin ha, không sức mẻ nha, kính đẹp vẫn bóc vết lông mèo luôn, kính còn đẹp luôn, mặt trắng bên hông bản thép. Rồi một con thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật xe ngang đo thẳng đó nha, 39.5 ha, nếu mà đo rìa nè 41, chiều đứng luôn là 44.4 nha, mỏng 10.5. Rồi 650 thôi nha, 650k mã C76. Con thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật. Nên em tay 17 đổ lại nha, có khuyến cáo nha. 17 đổ lại đeo ok rồi. Xe mặt đẹp. Rồi em lên cho nhà một con đây, con này nha, Win Win nha. Win Win là dòng Citizen nha, nó là chạy sóng radio ha. Tức là ở bên nước ngoài nó sẽ tự bắt sóng nó chạy thôi, với lịch vạn niên. Thì ở Việt Nam mình không có sóng radio, mình cứ chỉnh giờ bằng tay. Mấy dòng này em hướng dẫn chỉnh giờ nhiều rồi. Này mới lắm, mặt có trong nó đẹp không?
cọc số như có dạ quang. Thì anh em mà thích trải nghiệm dòng radio của dòng Citizen mà bình dân á, giá bình dân là nên chốt mấy dòng này dạ quang ha, khoai sước nè, dây khóa nguyên quy dập hiệu quá, con này kiểu bản dây gút hết nha, dây gút tan rồi đây cũng được, cỡ lẫy lên về tới giờ lui, tay lớn tay nhỏ cũng được rồi lẫy xuống thôi. Vừa cái mức tay mà lẫy xuống gà lên. Ok ha, mặt sau đây. Thông số đủ nha, chống nước 13 rửa mặt đi mưa ok. Cứ đồng hồ mà có bắt máy ốc này nè, độ chống nước nó cao lắm nha. Nước sơn đẹp. Hay sức. Anh em mà nồi đồng có đá, thích nồi đồng có đá chốt cái này, kính đẹp không sứt mẻ dẫn báo bắt lông mèo. Lịch vạn niên ha. Rồi con này thì xe ngang của nó đo đo đúng nó đây nha, 39.3 này. Càng luôn là 44.6 mỏng, 10.5. Lên tay 7. Dây dây dài lắm. Đó, chắc không? Mà tính ra nó cũng nhẹ đấy nha, tính ra nó cũng nhẹ, cái bản nhẹ nhẹ. Vừa tay lắm. Rồi con này thì em có hướng dẫn chỉnh giờ, anh em muốn trải nghiệm cứ báo em, chỉnh ok rồi, lịch vạn niên ha. Đó. Bấm nút này nó ra sóng, bấm ngược rồi. Rồi, con em bán là 450 thôi, mã C78, 450k mã C78. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Thì mấy dòng radio thì sau này anh em YouTube hướng dẫn chỉnh giờ nhiều nên anh em mà ngại radio khỏi sợ ha, sau này hướng dẫn hết rồi. Rồi sẵn thì Casio mới về con này nha, Casio Lay dòng cao của Casio luôn, quay cấp tơ solar pin năng lượng nha. Con này thì cọc số có dạ quang. Thì anh em thích kiểu bản thép á, bản mà hai máy mà full thép titanium chốt này đúng, lâu lâu mới về được mấy bản dạ quang đèn sáng pin năng lượng ha. Mấy dòng Casio dạ quang khỏi chơi, dây titanium siêu nhẹ luôn, thép máy bay khoai sớt bốn góc cũng còn, dây khóa này khóa dập hiệu lai bên hông luôn. Mặt sau đây nha, con này lắp ráp nhà máy Thái Lan nha, bắt đầu xuất về thị trường nội địa Nhật đó nha. Mã là LCW100T ha, titanium nè, linh kiện phụ kiện của Nhật nha, lắp ráp nhà máy đặt ở Thái Lan. Rồi con này thì kính nó zin không sức mẻ, nhìn nghiêng nha, có vết nè, có vết lông mèo đây nha. Này anh em về kỹ mình bu lia nhẹ đẹp ha, nó không phải là vết xước nha, kiểu nó kiểu ma sát á. Mà kính còn đẹp, nhìn tổng thể nha, thấy mặt của nó kiểu mặt màu hột gà sao nha. Thì cũng vậy, còn tiếng Nhật em chỉnh ok cho mức pin nè, xem nhiều quý giờ thế giới nè, báo thức nè, giờ thể thao, headset chỉnh kim cũng quay lại vô bình thường. Đèn đây, đèn nút 2 giờ đó. Sáng lắm. Này độ mới ok, siêu nhẹ luôn. Anh em mà dị ứng với bản thép inox á, mồ hôi muối nè, chốt thép máy bay ha. 40 nè, xe ngang đứng luôn là 43 mỏng, 97 ha. Rồi con này em bán 650 thôi, 650k mã C83 nha. Cho con Casio dòng lay ha, dòng cao, nó cao hơn quay cấp tơ. Rồi em lên tiếp cho nhà. Đây, cái Zippo này cho anh em sưu tầm. Con này thì nó mới chưa chưa có lên, chưa có lên vô xăng vậy đó, em nào sưu tầm chốt này. Này đời 2000 nha. XEV nè, USA Mỹ nha. Này chuẩn Zippo nha. Nó có gì này kiểu gì nè, xanh Saiban biểu tượng vậy đó, đó nè 2000. Anh em sưu tầm thôi, này anh em sale cái nữa cho. Sale cho anh em cái giá dễ sưu tầm. Cái bánh xe nè, tin không? Chưa vô xăng gì đâu. Rồi, con này thì có cái hộp của nó luôn á, hộp kiểu Saiban luôn. Rồi, con này bữa làm bán 850 nha, em sale chỗ nhà này là 750k luôn. Mã L đi. 750 mã L bật lửa nha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Zippo Mỹ ha. Con này chưa có vô vô xăng vô gì đó. Nó nên mua sưu tầm. Con này nha, con này quýt bấm giờ này, có bữa giờ anh em có kêu cho coi máy, em nay mới rảnh nha, cho nhà xem máy đã lắm. Mấy dòng nó là chuẩn này, nó là Senko ha, bấm giờ thể thao nha, bấm chạy nè, đó đã không? Con này máy nhìn chắc máy Senko nội địa, thấy chắc không? Nó ghi bảy xe quanh bảy bảy chân kính xa băng nè, Senko nè. Có gì nè, anh em muốn xem máy nè, anh em mở cho xem, chạy bấm ngưng cái nè.
reset nè. Con này thì mới lắm, có cái hộp mà này mua về tặng thầy giáo thể dục, thế mấy thầy giáo mà dạy thể dục rồi nè, hoặc là anh em mua sưu tầm được. Này để chút em bóp lại nha, chút bóp lại, bấm thể thao chạy, bấm ngừng nè, reset lên code ha, code rất nhẹ luôn. Nói chung cái dòng xịn sò mình lên code đã, dây của nó còn nguyên xây chưa dùng đó nha. Rồi con này thì xe ngang của nó ha, 47.5 mỏng 15. Con này thì bữa làm bán nhiêu ta, nay bữa làm bán rồi 300 luôn nha, sale nhà 300 đi. Đó, như cái nhà đang mua con mới giá rẻ nha. Thì quýt bấm giờ ha, có nhiều anh em lộn sợ quýt kia nè, quýt đồng hồ này, quýt bấm giờ nha, bấm giờ thể thao á, mã B16 ha. Ai kết chụp hình tên Zalo cho em luôn. Rồi em lên tiếp cho nhà một con đây, Swatch Swift, con này chuẩn thị sĩ rồi. Này kiểu mặt vàng nha, mặt vàng lịch cũng lịch vàng luôn. Đó, lịch hay của lịch gốc 3 giờ bản thép ha. Thép dây da, nấm dập hiệu, nấm đính viên đá đá trắng ha. Con này thì chuẩn máy nha, Swift Mart đó nè. Thì cái nắp này mở cái thay pin thôi. Có nhiều anh em hỏi làm gì mở cái thay pin nha. Quay sớt nè. Quay sớt cũng còn nhưng mà dây ở trong thì hơi răng xíu nè. Nhưng mà còn xài chán nha, nên nay em bán con này rẻ cho. Dây mà ở ngoài còn xài nè, ngoài còn còn dai lắm nè, thì còn xài chán luôn ha, tự trong hơi răng khóa zin của nó nè. Rồi con này thì xây 37 thôi, xây ngang 37 đứng luôn là 42.5 mỏng 9 ly ha. Con Swatch Swift chuẩn thị sĩ nha, thì con này em sale cho nhà giá là 450 đi, 450k mã C88 nha. Đó, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Em lên tiếp cho nhau một con cũng là Elgin đúng nha, USA nè. Con này thì niền xay nấm cổ chai, cũng dòng thợ lặn như vậy, nấm cổ chai nè, đáy sấy ha, chống nước 200 m, 200 m nước, dẫn hình anh hai con sư tử nè, ôm gương miệng. Con này kiểu bản đờ mi, xương cá bản đờ mi. Thì anh em hay hỏi dòng nào mà chống nước là nó tốt nữa, tắm rửa đi mưa chống mấy này ha, nhưng mà hay suy lưu ý không bao nước nha. Elgin USA nè, thì cái thông số chống nước nó là cao quá nha. Ví dụ anh em mình về xài mà hấp hơi nhẹ cái lóc làm ron thôi, làm ron này hoặc là ron sau thôi. Đó. Nhưng mà em nghĩ là mấy dòng này về nhà xài bình thường nha, độ chống nước nó cao lắm. Nó kiểu nồi đồng có đá này, có dạ quang, mặt con này mặt sám bùn ha, đây có dạ quang, có dạ quang mặt sám bùn. Thì thường 6 kim một cốt nó sẽ là lịch ngày, lịch thứ, lịch 24 giờ. Đồ mi vàng đẹp đầm tay bản xương cá ha. Con này xe ngang đo thẳng 36, nếu mà đo rìa tới 38 rồi. Mỏng luôn là 102 ha. Đứng luôn 45. 10 ly mỏng, kính zin ha, không sức mẻ đâu, có lông mèo thôi không đáng kể, hay xì gì đạt à. Rồi con này thì dây để đo được ha. Dây dài nha, dây con này chắc 19 18.5 thoải mái ha. So với cái mặt này dây còn dài lắm. Rồi con này em bán nhà giá 700 nha, 700k mã A55 ha. 700k. Con máy Nhật đó nha, thương hiệu của Mỹ, Ultra Mỹ, máy Nhật. Dòng chống nước, nấm cổ chai đáy sấy ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nhà một con Sunny nha, con này nội địa nè, con này nội địa Nhật, máy Nhật nè. Thiết kế cũng cái dáng cũng lạ nè. Cọc số thép trắng ha. Mặt hai lòng, lịch gốc 3 giờ nha. Con này bản thép đúc toàn thân luôn, mỏng nữa, tính ra nó mỏng nha. Sách ni mà siêu sao chưa bóc. Con này dây em đo được đây. Con này tay dây 17 năm đi, 17 mà đeo hở nè, 17.5 đeo thoải mái nha. Nó lên tay 7. Khuyến cáo 17 thôi nha. Cái xây mặt cỡ này 17 rồi vừa rồi. Con này anh em tay 15 16 đeo đẹp. Độ mới còn cao nữa. Rồi con này thì xe ngang của nó ha, 38.7 mỏng, nó có bỏng 7 ly 7 đi nha, à, tính nó mỏng. Càng luôn là 45.6, kính zin ha, không sức mẻ nha, kính còn đẹp luôn nhưng mà vẫn báo quét lông mèo nha. Kính là cho nhà xem bản thép. Rồi con này em bán 600 mã C85 nha, 600k mã C85 mới, còn mới mỏng nữa. Anh em kiểu thích đeo đồng hồ đơn giản này nè, 3 kim
pin thường ha, hết pin thay, pin thay đúng thiết kế, đọc bản thép đúc và 600C85 này, kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi con này nha, con này kiểu bản đồng làm bằng thủ công bằng tay nha, này dây da bò mọi zin đó ha, này em bán giá sale giá rẻ luôn cho anh em sưu tầm luôn. Kim nó cũng thiết kế bằng đồng, ở trong nó dạng như thiết kế kiểu phiên bản ngoài vũ trụ ấy nha. Có mấy cái phi thuyền cọc số độc lạ lắm, này làm bằng thủ công bằng tay máy Nhật ha. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 4006 mỏng 10.3, này là vỏ bằng đồng, này pháo bằng đồng hết, da xịn hết, nó cũng tính nó cũng xịn sò nha. Rồi con này em bán nhà 400 400k nha, 400k luôn. Vẫn là mã C59 ha, 400k mã C59. Rồi ai kết chụp hình những tên Zalo cho em, giá gì là về sưu tầm vừa nha. Rồi em lên với nhà một con điện tử nè, con này dòng mà multiband 5, tức là nó bắt được 5 sóng radio bên nước ngoài nha, nhưng mà Việt Nam chỉnh cho bằng tay thôi. Đây là thứ nè, ngày tháng này, giờ nè, bấm vào đây là xem nhiều múi giờ thế giới nè, rất nhiều múi giờ thế giới ha, đó. Rất nhiều múi giờ thế giới luôn. Này bấm giờ điểm ngược nè, bấm giờ thể thao nè, này báo thức, bật báo thức, tắt báo thức là đầy đủ hết à, anh em về nghiên cứu thêm được. Quay lại giờ bình thường, đèn đâu, con này đèn đèn led nha, đèn xanh xanh dương ha, đèn sáng này, pin thường nha, hết pin thay đấy, dây còn đẹp này, mua cho mấy bé cấp 2 đeo đi học siêu bền, nó được dòng cao nữa, nó nhiều chức năng đó. Giờ thế giới này là thuộc dòng cao rồi, nó chuẩn Casio ha, nội địa ha nha. Mặt sau đây thông số đủ nha, bắt bốn ốc vi tính này, mặt trong này. Hoặc là anh em mà thích đeo Casio bản thể thao đó, chốt mấy này. Rồi 380 mã C32 nha, 380k mã C32 ha. Xe ngang của nó luôn là 46.9 như 47, mỏng 13 ly, này ngầu lắm, lên tay thấy ngầu. So với con đồng hồ ở Việt Nam mình mua đeo mấy tháng này đeo siêu bền, cái này đeo bền. Rồi 380 C32, ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi em có nữ nha, hai con nữ này đi em bán sale cuối like. Con này bản kiểu Senko nhưng mà dòng xưa cho mấy chị nữ, series quay nè, Senko ba núi, nó chuẩn nội địa ha, máy nó máy xịn sò, nó dây khóa zin hết à, con này bản full zin luôn cho mấy chị nữ nha. Mặt sau đây lái sấy mỏng nữa. Rồi con này xe ngang cho mấy nữ 25 mỏng 6.9, bữa làm bán nhiêu 200 ha. Rồi một cái lắc này cho mấy chị nữ luôn, lắc còn siêu sao, lắc của AL3 cũng dòng Senko luôn nha, sao băng nè, còn siêu sao chưa bốc, lắc xinh xinh ha, cho mấy chị nữ đeo mấy bé cũng được, thì này cũng dễ đeo thôi nha. Nó có cái khóa đây nè, khóa gài thôi, tự mình gài tới gài lui thôi, về dây về bình thường ha. Này kiểu full vàng á, vàng hồng nha, nước vàng cũng đẹp lắm. Này hình mặt trăng ở trong quả địa cầu AL3 đây, máy Nhật, nên mua về cho mấy bé Tết này, mua cho vợ cũng được. Rồi cặp này bữa là bán là 400 nè, em sale cặp này cho nhà giá luôn, vừa bán vừa tặng luôn ha, 280k luôn, hết giá rồi nha, 280 thôi, hết giá rồi, không được thứ bảy em vô combo ha, 280 lên cho em mã cặp, mã C đi, mã cặp cũng được. Đó. 280 mà hai con này quá hời, thì con này dòng chuẩn, con này hơi đủ tiền, dư tiền rồi, 280 mã cặp, vừa bán vừa tặng. Rồi cái móc khóa này thì 150k luôn, này móc khóa, con này hình như máy nó máy là máy Singapore, kiểu bản Halloween vậy nha, móc khóa xe ngang của nó này 36 15 ha. Rồi 150 luôn, chuyển khoản bao ship ha, 150k mã quy luôn, chuyển khoản bao ship. Đó, ai kết chụp hình những tên Zalo cho em luôn. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.